Chiều mùng 8 tháng 10, công ty cổ phần bánh Givro đã tạm ngưng sản xuất mặt hàng bánh su kem cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Trước đó, hội đồng chuyên gia của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định khả năng cao bánh su kem nhiễm khuẩn là nguyên nhân của vụ ngộ độc đêm Trung thu. Các chuyên gia đánh giá đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt, diễn biến có phức tạp và khó nhận biết hơn so với các vụ việc trước đây thường xảy ra tại các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo. Ngành y tế ghi nhận có 19 trẻ phải nhập viện điều trị tại các bệnh viện Nhi Đồng 2, Lê Văn Thịnh, Nhân dân Gia Định, Nhi Đồng 1. Một trẻ tử vong trên đường đến bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu vào đêm mùng 1 tháng 10. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, điều quan trọng là có những trường hợp không dự tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights nhưng vẫn bị ngộ độc. Những người này có cùng triệu chứng sau khi ăn bánh su kem có cùng nhãn hiệu cùng địa chỉ nơi mua bánh. Đại diện công ty của phần bánh Givro hiện vẫn đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân về vụ ngộ độc. Thưa quý vị, dự báo khoảng đêm mùng 9 tháng 10, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, trời lạnh về đêm và sáng, riêng vùng núi có rét nhẹ. Dự báo khoảng đêm mùng 9 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 đến 28 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 10 tháng 10, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động. Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, ngày mai mùng 9 tháng 10, miền Bắc duy trì thời tiết không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất là 21 đến 24 độ. Theo thông tin từ ban quản lý dự án đường sắt, 4 ga Gia Lâm, Cẩm Giang, Hải Dương, Lạng Sơn thuộc dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Cụ thể, ga Gia Lâm đã hoàn thành cải tạo nhà ga hiện hữu, đang thi công, lắp dựng mái che ga, đã hoàn thành cải tạo kiến trúc tầng trên đường sắt số 1 và số 3, đang thi công cải tạo kiến trúc tầng trên đường sắt số 2, hệ thống thoát nước và cải tạo, nâng cấp ke ga theo tiêu chuẩn ke ga thấp. Ga Cẩm Giàng hoàn thành cải tạo nhà ga hiện hữu, mái che ke ga, nhà vệ sinh mới tường rào, đồng thời hoàn thành cải tạo kiến trúc tầng trên các đường sắt trong ga, hệ thống thoát nước. Đối với ga Hải Dương đã hoàn thành thi công mái che ke ga, cơ bản hoàn thành cải tạo kiến trúc tầng trên, các đường sắt trong ga và hệ thống thoát nước. Còn với ga Lạng Sơn hiện đang lắp đặt thi công nhà kho mới và các hạng mục liên quan đồng bộ như chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy. Hai ga còn lại là Đồng Đăng Lạng Sơn và Xuân Giao Lào Cai vẫn đang phải chờ mặt bằng để hoàn tất một số hạng mục. Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt từ đầu năm 2022. Dự án có tổng mức đầu tư 470 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hà Nội dự kiến có hai thành phố trực thuộc gồm thành phố Logistics, dịch vụ ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và thành phố giáo dục đào tạo, khoa học ở vùng Hòa Lạc, Xuân Mai. Đây là nội dung đáng chú ý trong tờ trình dự thảo luật thủ đô sửa đổi mà chính phủ vừa gửi quốc hội. Dự thảo luật gồm 7 chương, 59 điều, tăng 3 chương, 32 điều so với luật thủ đô năm 2012. Về quy định chính quyền tại thủ đô, chính phủ đề xuất thực hiện mô hình tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội theo hướng không tổ chức hội đồng nhân dân thành phố, không tổ chức hội đồng nhân dân phường, bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội. Quy định này dựa trên cơ sở kết quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội. Báo cáo sơ kết và kết quả thực hiện thí điểm mô hình này cho thấy mô hình đã phát huy hiệu lực, hiệu quả trên thực tế. Chính vì vậy, Hà Nội đề xuất quy định trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi mô hình chính quyền các cấp của thủ đô Hà Nội theo hướng giữ nguyên và ổn định như nhiệm kỳ 2021-2026, không tổ chức hội đồng nhân dân phường, đồng thời bổ sung cấp chính quyền thành phố Hà Nội thuộc thành phố Hà Nội quy định cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thành phố Hà Nội thuộc thành phố Hà Nội dự kiến được thành lập theo định hướng tại nghị quyết số 15 của Trung ương về xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô. Theo đó, ở Hà Nội dự kiến có khu vực phía Bắc là thành phố Logistics, Dịch vụ, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn. Khu phía Tây là thành phố về giáo dục, đào tạo, khoa học, vùng Hoàn Lạc, Xuân Mai. Những khu vực này sẽ có đặc thù vượt trội so với cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã theo luật tổ chức chính quyền địa phương. Do mưa lớn gây sạt lở đường sắt qua Yên Bái nên tàu khách tuyến Hà Nội Lào Cai tạm dừng hoạt động. Ngành đường sắt đã huy động khoảng 100 nhân công cùng nhiều máy móc phương tiện để vận chuyển đá và các vật dụng khác để khắc phục điểm sạt lở này. Mưa lớn những ngày qua gây nhiều ảnh hưởng tới các tỉnh miền núi phía Bắc. Vào tối ngày 7 tháng 10, tại điểm sạt lở của tuyến đường sắt Yên Lào tại địa phận xã Yên Thái, huyện Văn Yên, ngành đường sắt đã huy động khoảng 100 nhân công cùng nhiều máy móc phương tiện để vận chuyển đá và các vật dụng khác khắc phục điểm sạt lở này. Hiện công ty đang tập trung vận chuyển tập kết khoảng 1.500 mét khối đá để kè và gia cố toàn bộ chân ta luy tại điểm sạt lở. Sạt lở đã khiến cho tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai phải tạm dừng hoạt động từ thời điểm 2 giờ 10 phút ngày 7 tháng 10. Và tới thời điểm này thì đã có trên 20 chuyến tàu, trong đó có 4 chuyến tàu chở khách phải hủy chuyến. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về lượng và phương thức phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2023 và quyết định về việc thành lập hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá. Đó năm 2023, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường mã HS 17.01 phân giao theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn. Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan thống nhất thời điểm tổ chức phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá. Qua đó công bố công khai để các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan tổ chức có liên quan biết và thực hiện. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, hiện tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến khá phức tạp. Số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang nằm điều trị tại trung tâm chiếm 1 phần 3 tổng số lượng bệnh nhân. Mỗi ngày tiếp nhận 30 đến 50 ca sốt xuất huyết, đến khám trong đó thì có 15 đến 20 ca sốt xuất huyết nặng, có dấu hiệu cảnh báo cần phải nhập viện. Tính đến nay đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong, đa số là do đến muộn với bệnh cảnh sốc giảm thể tích, rối loạn đông máu và suy đa phủ tạng. Ngoài ra, có một số bệnh nhân phải nhập viện do có cơ địa đặc biệt như phụ nữ có thai, đang mắc các bệnh nền như bệnh tim, phổi, ung thư, chạy thận nhân tạo. Đây là những đối tượng bệnh nhân cần phải theo dõi đặc biệt. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, số sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có 4 tuyết huyết thanh là D1, D1, D2, D3 D1 D3 D3. D3 2, 3 và 4. Thời gian ủ bệnh từ 4 đến 5 ngày. Có hai cơ chế bệnh sinh có thể dẫn đến nguy hiểm. Thứ nhất là virus khi tấn công vào cơ thể sẽ ức chế tủy xương, gây hạ tiểu cầu, từ đó sẽ dẫn tới xuất huyết. Thứ hai, virus làm tổn thương thành mao mạch, gây tăng tính thấm làm thoát huyết tương ra khỏi lòng mạch, hậu quả cô đặc máu, từ đó bệnh nhân có thể sốc do giảm thể tích toàn hoàn. Hạ tiểu cầu sau một thời gian thì tiểu cầu sẽ lên, nhưng điều trị sốc giảm thể tích do cô đặc máu rất khó chữa, đây là nguyên nhân chính gây ra tử vong. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường khuyến cáo người chủ quan cứ nghĩ sốt xuất, xuất huyết là bình thường, cứ sốt vài ngày sẽ khỏi nên ở nhà, chỉ khi nào thấy xuất huyết mới đi viện. Thực tế là nhiều trường hợp sốt nhưng chưa có biểu hiện xuất huyết nhưng bị cô đặc máu dẫn tới sốc lúc này điều trị rất khó khăn thậm chí tử vong